Tôi đã bao giờ nhìn thấy anh ấy đâu. Anh ấy không xuất hiện ở những điểm nóng giao tranh khu vực đầu game, nhưng mà cuối game mỗi khi anh ấy xuất hiện, đó là một nỗi ám ảnh. Với cây M60 trong tay, phong ba báo táp luôn luôn rình rập bất cứ những kẻ địch nào trên quãng đường mà anh ấy di chuyển vào trong vòng vò. Người truyền cảm hứng cho thế hệ Free Fire 2019-2020, người mang M60 trở lại những trận đấu sinh tồn với kỹ năng bắn xuyên keo cực kỳ ảo ma, kẻ hủy diệt mũ giáp. Anh ấy có khả năng chơi cả sọt gan lẫn tiểu liên, súng trường tầm xa hay những cây súng tỉa đều thuộc diện những cây súng mà anh ấy có thể sử dụng một cách dễ dàng. Với kinh nghiệm chơi game lâu năm của mình, những đường di chuyển bo vượt qua thế khó được anh ấy thực hiện một cách rất điều luyện. Cái tên mà chúng tôi nhắc đến ở đây đó chính là NPN1ST. Và ngày hôm nay anh ấy tiếp tục truyền lửa đến cho tất cả các bạn đang xem video này. Và chúng ta sẽ đến với trận đấu mà anh ấy sử dụng cây M60 kèm theo đó là cây trò con, một combo súng rất thủ của NPN1ST. Và mỗi khi mà M60 3 chip nó xuất hiện thì luôn luôn là như vậy, mũ giáp của địch tự dưng nó sẽ biến mất. Và chúng ta sẽ cùng chờ đợi với tình huống xử lý tiếp theo. Với vòng bò cuối, 18 người chơi, một chiếc máy bắn hàng nằm giữa trung tâm vòng bò. Lúc này thì chúng ta sẽ xác định trong đầu đó chính là bất cứ một cái team địch nào họ cũng muốn áp sát vào trong cái máy bắn hàng này, bởi vì ở đó họ có thể cứu được những người đồng đội. Một tên đầu tiên bị lộ vị trí và một pha bắn xẻ rách rất tốt. Cây M60 bắn được trong những tình huống vừa rồi thì chắc chắn là sẽ không có một cái cơ hội, bất cứ một cơ hội nào dành cho những kẻ địch có thể được hồi sinh và sống sót. Và bây giờ ở đây thì với khả năng quan sát của mình, các bạn có thể thấy những tình huống lắc màn hình rất nhanh đến từ vị trí của MT, và anh ấy đã phát hiện ra được mục tiêu cần phải tiêu diệt ở trong tình huống này. Một quả bóng keo, và đây là quả bóng keo để bọc thế ở bên trái tránh những tình huống mà bị bắn trộm. Và tên đầu tiên đã phải nằm xuống rồi, lượng sát thương là rất lớn. Kỹ năng đa xa đã được kích hoạt, thêm một tên nữa phải nằm xuống. Một lượng sát thương là quá lớn và quá khủng khiếp, và đối phương không thể nào chống trả. Một tên nữa chạy từ ngoài bo vào và hắn ta đã bị đối phương một tên khác KS. Cafu trong này thì đã bị nằm xuống rồi, vẫn cứu được Cafu. Quay ngược trở lại, co bỏ dâu đội với một quả bóng kèo, bắn nốc luôn một tên. Gạt giò ngay với kỹ năng Iris quá khỏe. Vẫn còn Iris, sát thương là cực kỳ lớn. Đối phương lùi lại phía sau, may mắn thoát chết ở trong tình huống vừa rồi. Phải nói rằng cây M60 này là một trong những cây súng vào thời điểm hiện tại, nếu như ai còn chưa sử dụng thì nên tập và sử dụng nó ngay. Bắt đầu di chuyển vào trong vòng bo, một quả bóng kèo đã được xa. Một DT muốn áp sát vào cái hòn đá, và chính xác là như vậy rồi. Rất may mắn vào hòn đá vừa rồi đã giúp cho một DT không phải nằm xuống. Đối phương bắn trả cũng là khá đầu. Đạn súng chưa lúc này cũng không còn nhiều nữa. Tốt quá, Cafu đã bơm cho đâu đó khoảng 150 viên, và đó là đủ để cho cái vòng bò cuối này 3v4. Liệu rằng đối phương có cứu không? Đối phương đã cứu rồi. Tổng số người bây giờ lên là 9-1. Cafu vào đam, Cafu có kỳ và đó là SKS. Cafu bơm tiền và đó là một chiếc cổng dịch chuyển đi bò quá hay. Tuyệt vời, mua thêm một vài viên đạn nữa. Lúc này thì đối phương chắc chắn là đang ôm máy bán hàng. Iris vẫn còn ở đây, bật Iris lên, xả đạn nào, sấy rồi, sấy khô người địch luôn nào. Rồi nấp một, gạt giò được không? Gạt giò thành công, vẫn còn một tay nữa. Được hay không đấy? Không được rồi. Cafu đã bị bắn hạ, không thể cứu được Cafu vì đây là vòng bo cuối. Hơi khó, phía bên kia thì đang có giao tranh, Cafu đã bị tiêu diệt rồi. Chiếc cổng di chuyển vẫn có đây. Một DT mở đường chạy thẳng vào trong con đá phía trong này. Đối phương chắc chắn là sẽ bị outplay. Mất góc nhìn chính xác là như vậy rồi. Rất đáng tiếc, và nếu như đó là một tình huống nằm xuống thì có lẽ rằng mọi thứ nó đã dễ hơn. Sẽ là một tình huống 2v4, vẫn còn là vị trí của Milly. Nhưng bây giờ một DT đã không còn máu nữa rồi. Milly liệu rằng còn máu hay không? Milly đã chạy vào. Đây rồi, máu đây rồi. Vẫn còn thời gian để hồi lại máu. Một bình máu sẽ được hồi ở trong tình huống này. Đối phương đang giao tranh, bên kia có hai team lao vào, đang tranh nhau máy bắn hàng, có cả vòng Dimitri. Iris lại được bật. Đối phương đã cuốn máu thành công. Máu mất đi là rất nhiều, thêm Skyler đến từ vị trí của Milly. Liệu rằng đối phương có muốn chơi không? Đây lao lên rồi, cho con nấp một, thêm một tên nữa lao ra, nấp hai, tuyệt vời. Và bây giờ chỉ còn lại một tên đứng sau gốc cây nữa mà thôi. Lên thôi nào, đối phương đang cuốn máu phía sau. Một DT địch làm gì đây? Rất cẩn thận thay đạn cho con, sau đó mới lao lên, lấy tốc độ chạy đến từ mặt nạ dưỡng khí cao cấp và lao thẳng vào. 3 viên đầu chưa chính xác, đối phương bọt kèo rất nhanh. Còn 3 viên tiếp theo thì sao? Nó sẽ là Buja, tuyệt vời. Bắn hết cả đạn. Cảm ơn các bạn đã xem đến cuối video. Đừng quên để lại một like, follow kênh, chờ đón và ủng hộ những video tiếp theo.